Ở đời người ta thường nói, ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện nghiệp hay không thì biết ngay. Trong khế kinh Phật dạy, người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi, hạng người như thế có thất đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy, trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là, người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức. Trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp, bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức. Trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khổ thì khinh khi. Ai vừa ý thì thương mến giúp đỡ, trái ý thì oán ghét, ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được. Còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa. Làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu. Đó là nhân mất đức. Con trẻ giàu sang khi về quê vợ, thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng trẻ nghèo khổ, thì khinh khi không ai ngó ngàng tới. Làm con trẻ thấy bên vợ làm ăn khá giả, thì lòn cúi để nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc mỗi khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Còn giàu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ hành hạ đủ điều. Làm dâu ý mình có sắc có tài, khi cha mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng. Lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Chuyện cứu vật phóng sanh từ thuở Phật cho đến nay đều có kết quả tốt. Tiểu lại họ Trương vốn là người phụ tá cho quan huyện, tính tình ông ôn hòa, nhân cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sanh, mua những con vật sắp bị giết đem về nhà để nuôi chúng. Về sau, đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một tên điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến họ. Ông thường dạy con cháu không được sát sanh và khuyên cả nhà ăn chay lạ. Nhờ phúc đức cứu sống nhiều sinh vật nên sức khỏe của ông rất tráng kiện, sống đến 100 tuổi, con cháu ngày càng thịnh vượng. Một hôm ông cho gọi người nhà lại, nói: cả đời ta phóng sanh rất nhiều, chứa đức sâu dày, hôm nay thiên đế cho thiên sứ đến rước. Sau khi ta qua đời, các người phải chân theo lời di chúc của ta, không được sát sanh hại vật, cố gắng ăn chay, làm việc thiện và cứu vật phóng sanh. Nói xong, ông từ từ nhắm mắt. Lúc đó mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang, nghe rất êm tai. Con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại, thì thấy ông đã an giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ trần lan đến triều đình, nhà vua phong cho ông tước hiệu Viên Ngoại Lang. Về sau con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn.
Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái ân đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ, lộc vị cho mình và con cháu ở hiện tại, và vị lai được sanh lên thiên giới. Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù, thuở Phật có ông thầy tên là Kokalika, thấy Đại Đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, là thầy Kokalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy Kokalika thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Kokalika quá lớn, khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo: Này khất sĩ Kokalika, đừng cho rằng Xá Lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá Lợi Phất là người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Thầy Kokalika đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mụn nhỏ bằng hạt cải. Những cái mụn này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mủ, thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy Kokalika chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tên bắn, ngày tháng tợ thoi đưa, không ai làm chủ được sanh già bệnh chết. Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi ganh ghét hận thù, não hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Vinh nhục được mất, tốt xấu phải trái, hơn thua chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế Tổ Huy Sơn mới dạy rằng ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt dầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ, giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào, phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: người nào không nói lời theo dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. 1. Quyết định được người trí ưa thích. 2. Quyết định dùng trí như thật, đáp các lời hỏi. 3. Quyết định có oai đức tối thắng, đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đức Như Lai thọ ký, chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký, thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong kinh A Hàm, Phật dạy: nếu người nào điên đảo thị phi, ganh ghét người hiền, theo dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói theo dệt mang hại đến thế, người trí hả chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta: ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tấc lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo xược lô bù. Ôi thấy thế lòng đau tợ cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng tự ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác,
Chú vô phước, đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn nói là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng, khẩu nghiệp là cái quả ngon của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói vua nịnh, nói quanh co, qua mỹ, phù phiếm, khinh khi thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình. Nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, dù khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa. Không nghĩ đến tai họa của nó nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên trong kinh nói, trong ba nghiệp, thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Thuở xưa, Đức Phật an trú tại tỉnh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Vệ. Một hôm, có bảy ông Bà La Môn từ phương xa đến chỗ Phật đảnh lễ, cầu xin xuất gia. Đức Phật chấp nhận cho các ông xuống gốc làm sa môn. Các ông này không lo tư duy về vô thường, chỉ lo cười đùa nói chuyện thế gian. Tâm trí các ông mê mờ, vô thường sắp đến mà chẳng ai biết lo tu. Đức Phật biết mạng sống của bảy vị này sắp hết. Ngài thương xót đến bảo rằng, các ông học đạo nên cầu giải thoát, sao lại cười đùa lớn tiếng như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, ngày đêm bạn lần giảng, có gì mà vui cười, nên tinh tấn kịp thời, đừng mê học tối tâm. Đức Phật thuyết xong, bảy vị sa môn giác ngộ, không còn vọng tưởng, chứng quả A-la-hán. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vô thường là một định luật chi phối tất cả vạn vật, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh, không có cái gì tồn tại. Vô thường cũng là một vị thuốc thần diệu trị bệnh tham ái, làm cho thân tâm con người được bình tĩnh trước những cảnh ân ái biệt ly, khổ vui được mất, của cải vật chất, tình thương đều là giả tạm. Nhờ nghĩ vậy cho nên chúng ta dám hy sinh tài sản, thân mạng, làm việc nghĩa, xa lìa những thú vui giả tạm, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo để làm lợi ích cho tha nhân. Con đường thiên đạo. Phật dạy, nếu người nào chuyên tu thập thiện, thân không sát sanh, đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc rửa chửi, ý không tham, sân, tà kiến. Trong giờ phút lâm chung, những điều lành mình làm được hàng ngày như là trì chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí phóng sinh, cứu trợ, ủy lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục, người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt bỏ sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín, tà vại là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ 50 giới mà còn chật vật, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua thấy ngán, nhưng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ lướt đi mau, người đoạn trừ ái dục, và luôn cả sân nhuế, ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hệ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngày đó là bồ đề, niết bàn. Vì mê là chúng sanh,
ngộ là Phật. Có người nói sao tu hoài mà không thành Phật, thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không. Nếu tu giống thời thành Phật liền, tại mình tu không giống Phật cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi thì nên chọn vào cảnh trời người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục súc sanh Atula là nguy lắm. Do đó ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường dữ là do tham sân si, thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, như giận người nào muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thiêu dệt đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ, lại không ưa thấy điều tốt của người. Còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, là lối gian dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập, hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chỉ bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong quá giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt, chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may. Lại đổ thừa, tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi. Vì tu là chuyển nghiệp, nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi lười biếng, ham ăn mê ngủ. Giờ nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật, hay là báo ơn cha mẹ tổ thầy, cúng dường bố thí, học pháp nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Làm người nhất định phải nhớ, sống đơn giản, không dở thủ đoạn, không mưu tính thiệt hơn, không nghị luận chuyện của người ta. Mở to mắt, nỗ lực làm việc, khép mi lại, say giấc ngủ ngon. Làm người trước sau như một, đã nói là làm. Đối khóa không biết ngượng sẽ khiến người chán ghét. Miệng mật ngọt mà già gươm đau sẽ khiến người oán hận. Đối xử với bằng hữu, ít một chút qua mỹ, nhiều một chút chân thành. Đối xử với cộng sự, ít một chút qua loa lừa gạt, nhiều một chút tận lực tận tâm. Làm người, làm việc cần thành thật, kiếm tiền nên dựa vào lương tâm. Đừng vì tiền tài mà bày mưu tính kế với huynh đệ. Đừng bởi danh lợi quyền thế mà bán đứng bằng hữu tri kỷ. Nội tâm không thẹn thì không sợ nửa đêm ma quỷ gõ cửa. Hành vi chính trực thì không sợ có người nghị luận ở phía sau. Làm người, không khinh dễ kẻ yếu, không ai vua kẻ mạnh, không xem nhẹ người nghèo, không oán hận người giàu. Đối với người lớn, tôn kính một chút. Đối với con trẻ, kiên nhẫn một chút. Đối với bạn đồng hành, chân thành một chút. Đối với cha mẹ, hiếu thuận một chút. Chữ nhân giết thì dễ, nhưng làm được lại rất khó. Làm người thiện lương sẽ sống được tự tại. Là một người không tranh giành quyền thế, thời khắc sẽ an bình. Nhân sinh muốn không muộn phiền, cần làm người đơn giản. Trong tạng luận, Phật nói: bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ súc sanh chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê tà kiến, không có trí tuệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên: ác thứ 10 đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nguỷ làm chơn.
lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời khổ cực tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu bụi đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiền tri thức, tu hành bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ có Phật Nhiên Đăng ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở Vấn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì oai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sanh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại. Cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác, vẫn bị quả báo như thường. Ví dụ như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới. Cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, gây tạo tội lỗi, mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Học làm giàu. Ngày xưa có một người đàn ông chạy đến trước mặt một nhà sư và than khóc. Thưa thầy, tại sao dù tôi đã cố gắng thế nào thì vẫn không thể thành công? Nhà sư mỉm cười đáp, đó là vì anh không biết cho đi. Người kia rất hoang mang, nhưng tôi không có tiền thì có thể cho đi cái gì? Nhà sư trả lời, một người ngay cả khi không có tiền vẫn có thể thực hiện năm việc thiện này, đó cũng là cho đi. Thứ nhất, nhàn thiện, giữ được sắc mặt vui vẻ với mọi người. Thứ hai, khẩu thiện, nói những tốt đẹp, lời động viên khen ngợi với người khác. Thứ ba, tâm thiện, đối xử với mọi người bằng sự chân thành và không làm những điều xấu. Thứ tư, nhãn thiện, nhìn mọi người bằng con mắt ân cần và khám phá những điều tươi đẹp trong cuộc sống. Thứ năm, thân thiện, giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui sống. Một người dù có nghèo khổ đến thế nào, nếu có thể thực hiện năm việc thiện như trên, biết cho đi và sống vì người khác, thì vận mệnh cuộc đời sẽ dần thay đổi. Ngược lại, những người chỉ biết sống cho riêng mình, không muốn tốt cho người khác, thì sẽ không bao giờ giàu có. Miệng luôn than nghèo, nhưng cũng chỉ nghĩ đến bản thân, thì cuối cùng sẽ thực sự càng ngày càng nghèo. Những gì bạn nghĩ trong lòng thường sẽ thốt ra miệng, và miệng nói những gì sẽ chiêu mời cái đó. Vì vậy, đừng tùy tiện than nghèo. Đó là một hành vi thiếu khôn ngoan,
cũng thể hiện sự không hài lòng với cuộc sống. Hãy biết ơn và trân trọng mọi thứ bạn có. Tất cả những khổ đau, hoạn nạn, bất công, tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn. Cuộc sống gặp khó khăn là lẽ thường. Nếu bạn muốn giàu có, hãy ngừng than nghèo, ngừng phàn nàn về cuộc sống. Thay vào đó là tu tâm tính, nuôi dưỡng trái tim rộng mở, để lời thốt ra là những điều lành. Dần dần chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn. Lý Cảnh là một người rất nhân từ. Ông vốn không phải là giàu có gì, nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm thú vui tiêu khiển. Nên ông thường ra bờ sông, đi đến ngư phủ hỏi mua tôm cá, rồi đem tất cả phóng sanh. Nhìn thấy những con tôm, cua, cá, tép, ba ba, bơi lội tự tại, trong lòng ông rất hoan hỷ. Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm trúng phải chất độc đan xa, nên ung nhọt phát sanh sau lưng, không có thuốc gì chữa được. Thế rồi trong một cơn đau ông hôn mê, mơ màng thấy các loài thủy tộc dùng nước bọt thoa vào mục nhọt. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ. Không những sức khỏe của ông hồi phục, mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô vàn. Thế rồi từ đó về sau, hàng ngày ông ung dung ra bờ sông với dáng vẻ hân hoan và tự tin, đi đến ngư phủ, tiếp tục mua tôm cá phóng sanh để làm niềm vui. Nhờ phóng sanh nên hưởng được tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. Cứu mạng sống của chúng sanh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của Lý Cảnh là một sự kiện đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ách nạn và bệnh dịch. Đất Giang Tô ở Nhuận Châu, cư dân sinh sống bằng nghề đánh cá, bắt cua, bắt ếch. Toàn thôn chỉ có Khổng Bà giữ giới không sát sanh. Tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dệt dãi kiếm tiền mua vật phóng sanh và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe, còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càn Long năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu dở đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Dân làng ở Thái Hồ đều làm nghề săn bắn lưới cá, duy có nhà Thẩm Văn Bửu, cả nhà không làm, lại còn mua chim và cá đem phóng sanh. Năm đó có dịch, khắp làng đều mắc bệnh dịch, người chết quá nhiều, duy nhà Thẩm Văn Bửu là tránh khỏi, không ai hề hấn gì. Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương. Chung cuộc, hễ ai làm việc tốt thì có sự báo ứng tốt. Đó là định luật của nhân quả, nghiệp lực. Lời Phật dạy về nhân quả trong tình yêu. Luật nhân quả trong tình yêu cũng vận hành theo quy luật. Gieo nhân nào gặt quả đó. Mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố mà ta tiếp nhận không phải là do người khác đem đến cho ta, không phải do ông trời tạo hóa trêu đùa chúng ta, cũng càng không phải do ta bị chồng sau xấu chiếu mệnh gây ra số phận khổ đau cho ta. Tất cả đều là những nhân quả mà ta đã từng gieo, nay nhận được nghiệp quả tương ứng. Nói một cách dễ hiểu, luật nhân quả giống như việc trồng cây vậy. Ta gieo hạt giống cây nào, ta thu hoạch được quả của cây đó. Ta gieo hạt giống cây chanh, ta thu hoạch được trái chanh. Ta gieo hạt táo, ta thu hoạch trái táo. Ta gieo hạt đào thì được quả đào. Tất cả không sai sót, không có ngoại lệ. Luật nhân quả trong tình yêu cũng vậy. Gieo gì gặt đó. Nếu ta trao đi tình cảm yêu thương, thứ ta nhận lại được là sự chân thành tôn trọng. Nếu thứ ta trao đi là sự ghen ghét hận thù, thứ ta nhận được lại là những cay đắng khổ đau. Loài người là một giống loài có tổ chức xã hội cao và vô cùng chặt chẽ. Khó có một cá nhân nào có thể sống sót và phát triển nếu không có xã hội.
Các cá nhân đối với các cá nhân khác và đối với toàn thể xã hội đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, hãy thật thận trọng khi trao đi mọi cảm xúc yêu thương. Bởi chỉ cần một sự bất cẩn thôi thì nó có thể lan rộng ra, phạm vi lớn như một điểm nhỏ lan ra toàn mạng nhện, sụp đổ mạnh như một chuỗi domino. Nhỏ thì là sự ghét bỏ giữa người với người, giữa một nhóm người hay giữa làng xã với nhau. Lớn thì là sự xung đột màu da, sắc tộc, tôn giáo, là sự chiến tranh giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với nhau. Hiểu lời Phật dạy về tình duyên sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy để vạn sự tùy duyên. Có lẽ bốn chữ này thì bất kể ai theo Phật đều đã từng nghe qua. Trong luật nhân quả thì nhân duyên là yếu tố xúc tác, thúc đẩy nhân hình thành. Duyên chưa tới hay chưa đủ thì nhân quả chưa thể hình thành được. Nhân duyên là thứ mà người ta hay gọi là thời điểm chín mùi. Nếu coi nhân quả như hai vế của một phương trình, thì nhân duyên như các chất xúc tác, giúp nhân quả nhanh chóng xảy ra hơn. Nếu coi nhân quả như quá trình sinh trưởng của một cái cây, từ lúc còn là một cái hạt, đến lúc trưởng thành, ra hoa, đậu quả, thì nhân duyên giống như các điều kiện, đất, nước, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, giúp cây sinh trưởng nhanh chóng vậy. Nhân duyên sinh khởi là sự hình thành nơi mọi vật trên thế gian. Duyên sinh khởi gồm bốn giai đoạn là thành trụ hoại diệt, tương ứng với hình thành, phát triển, xuống cấp và đoạn diệt. Nhân duyên lại được chia thành thập nhị nhân duyên, nối tiếp lẫn nhau, tạo nên luân hồi. 12 nhân duyên bao gồm vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu bi, khổ, ưu não. Trong 12 thập nhị nhân duyên, ái duyên là tình cảm, cảm xúc ham muốn. Nếu rơi vào thọ cảnh vui, thì ái duyên sinh lòng tham, sẽ tìm cách để sở hữu. Nếu rơi thọ cảnh khổ, thì sân hận buồn rầu, chia lìa. Ái duyên thúc đẩy bản thân sinh ra thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp. Con người có các cảm xúc buồn, vui, sướng, khổ trong tình yêu do dướng vào các nghiệp trong ái duyên này. Do đó từ xa xưa, người nào muốn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi bể khổ, sẽ tìm cách để bẻ gãy một mắt xích trong thập nhị nhân duyên, chấm dứt tiến trình luân hồi. Mắt xích đó thường là ái duyên. Không chỉ trong mỗi tình yêu mà còn ở tất cả các phương diện khác, nhân quả đều được tích lũy từ trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nó được biểu hiện rõ ràng ở ba mặt: suy nghĩ, hành động và lời nói. Mỗi nhân quả là một nghiệp quả. Nghiệp quả như một túi hành lý đi theo chúng ta suốt đời, thậm chí từ kiếp này sang kiếp khác. Chừng nào chưa trả hết nghiệp thì quả vẫn còn đeo bám chúng ta. Nhân quả không trừng phạt chúng ta, mà chúng ta bị trừng phạt trả giá cho những hành động suy nghĩ mà mình đã gây ra trong kiếp này hay vô lượng kiếp trước, những nghiệp mà chúng ta đã vô tình hoặc hữu ý tạo ra trong quá khứ giờ được luân hồi trở lại bên chúng ta. Thế nên trong cuộc sống mới có nhiều trường hợp tình cảm ngang trái đắng cay, mà nếu không nhìn vào luân hồi nghiệp quả, ta không thể nào có thể giải thích được. Một cô gái A tính tình hiền dịu, hay quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng đường tình duyên lại lần đận trắc trở. Ngược lại, cô gái B tính tình không tốt, cũng không quá xinh đẹp giỏi giang, nhưng trong chuyện tình cảm, cô ấy luôn thuận buồm xuôi gió, có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hay có anh X này sống hòa nhã với xóm làng, hết mực yêu thương chăm sóc vợ con, nhưng cuối phát hiện vợ ngoại tình, rồi chia tay, gia đình chia lìa, hôn nhân đổ vỡ. Nhưng lại có cậu trai Y kia, cuộc sống phóng túng, yêu đương chơi bời lăng nhăng, nhưng dẫn hết cô gái này đến cô gái kia theo đuổi, dường như không hề có quả báo. Nếu không hiểu và biết đến luật nhân quả trong tình yêu, trong hai trường hợp nêu ở trên, chắc nhiều người sẽ tìm cách đổ lỗi cho đối phương. Ừ, cái anh đó, cô đó, sống tệ bạc thật. Mình sống tốt như này, người đó sau này ắt sẽ phải chịu quả báo.
Rồi thì đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi tận cuối đời mà người đó vẫn sống an nhàn thảnh thơi. Cũng có những người tinh thần yếu đuối hơn, họ sẽ tìm cách đổ lỗi cho số phận. À thì, mình năm nay sau này xấu nó chiếu, nửa thì kế đô, nằm thì la hầu thổ tú, chắc phải đi dân sao giải hạn thôi. Có những người chơi cả đồng tài kết hợp, bói bài tarot, xem chiêm tinh, bói 12 cung hoàng đạo. Cung này không hợp với cung này, nên sớm muộn cũng chia tay. Nhưng có phải thực sự là như vậy không? Theo quan điểm của luật nhân quả trong tình yêu, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta sẽ tạo thành nghiệp. Do duyên tới, nghiệp sẽ quay trở lại và chúng ta phải gánh chịu. Dù qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kiếp sống, nghiệp báo vẫn sẽ đến khi thời điểm thích hợp. Vậy nên, những con người trong hai ví dụ kể trên, họ chỉ là đang trả lại những nghiệp, những nhân quả mà họ đã tạo ra trong kiếp này hoặc các kiếp trước mà thôi. Đối với hai người còn lại, có thể tại kiếp này, phước đức họ dày tạm gánh được cho họ những sai lầm mà họ đã gây ra. Tuy nhiên, miệng ăn núi lở, phước đức nào mà không tiêu cho hết. Nếu không sớm nhận ra và sửa đổi, thì chắc chắn hậu quả tương lai sau này nhận lấy sẽ vô cùng khủng khiếp. Luật nhân quả vận hành vô cùng đơn giản, chỉ với hai điều cơ bản. Một, gieo nhân nào gặt quả đó. Hai, trả hết nghiệp đã gây ra là hết nghiệp báo. Chỉ với hai quy tắc đơn giản như vậy thôi, nhưng chúng ta hàng ngày vẫn gây ra biết bao nhiêu là nghiệp quả. Tình yêu không phải tự nhiên mà đến, cũng chẳng tự nhiên mà rời đi. Nói như vậy chính là nghiệp báo chịu sự tác động bởi luật nhân quả trong tình yêu. Vì sao trong hàng trăm, hàng ngàn người đến rồi đi trong cuộc đời ta, ta lại gặp người đó, lại yêu nhau, lại để hai con tim chung cùng nhịp đập? Đó chính là bởi một nhân duyên nào đó tồn tại trong quá khứ, mà kiếp này ta mới được chỉ lối soi đường mà tìm đến nhau. Nếu bạn là một người mưu cầu vật chất, thích hư vinh, thì những người giản dị và chân thành có ở trước mắt bạn, bạn cũng không hề nhận thấy. Bạn sẽ dễ bắt gặp hay bị cuốn hút bởi người tham hư vinh phú quý. Nếu bạn là người mê cái đẹp, thích sự hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài, thì sẽ cố gắng tìm một người mà đáp ứng được tiêu chuẩn của bạn. Những người có ngoại hình kém hơn, dẫu có theo đuổi ngỏ lời bao lâu, thì bạn cũng chỉ xem đấy như là sự phiền phức khó chịu. Tình yêu đến và đi trong cuộc đời mỗi con người như những cơ hội vô cùng nhanh chóng. Đôi khi chỉ lỡ hẹn một lần thôi, biết đâu đã bỏ lỡ nhau cả cuộc đời. Nhân duyên, tình cảm, tất cả trong tay mình, do mình quyết định, giữ lấy, không chịu sự khống chế của bất cứ điều gì. Trong tình yêu, thay vì tìm người tốt nhất, hợp tiêu chuẩn nhất, hãy tìm cho bản thân một người phù hợp nhất. Bạn mong muốn có một tình yêu ngọt ngào, sẽ gặp người lãng mạn. Bạn mong muốn một tình yêu chân thành, sẽ gặp người đơn giản. Bạn mong muốn một tình yêu giàu có, sẽ gặp người biết lợi dụng. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người chân thành sẽ có được chân tình, người gian dối sẽ gặp kẻ dối gian. Mọi nghiệp quả mà chúng ta có bây giờ đều có nguyên nhân từ lời nói, hành động, suy nghĩ mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Đừng ngửa mặt lên mà trách trời trách đất. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, gieo gió thì gặt bão, gieo thiện thì gặt lành. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính bản thân mình. Đừng có vin vào cái cớ hết duyên hết phận mà đối xử tàn nhẫn tệ bạc với nhau. Cũng đừng vin vào cái duyên cái phận mà theo đuổi mù quáng, đối xử tàn nhẫn với bản thân mình. Phần duyên tất cả là do nhân quả, mà nhân quả đều dựa hết vào chính bản thân mình. Phóng sanh có những công đức gì? Công đức phóng sanh rộng lớn, vô lượng vô biên không thể tính đến. Trong Khế Kinh nói, nếu người nào thường làm việc phóng sanh, thời hưởng được 10 phước báo như sau. 1. Không có đau binh kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. 2. Trường thọ khỏe mạnh, ít bệnh. 3. Tránh được thiên tai, hoạn nạn. 4.
con cháu đời đời hưng thịnh. 5. Chư thiên gia hộ, sở cầu đều toại nguyện. 6. Quang lộc hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, chư Phật hoan hỷ, các loài vật cảm ơn. 8. Giải oán, mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu, vô não. 9. Hỷ khí kiết tường, bốn mùa an ninh. 10. Sau khi thân hoại mệnh chung, sanh lên cõi trời, hưởng nhiều phước báo. Nếu kim tu tịnh độ, thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ còn nhiếp phục được tà thần thú dữ, làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh, chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng, thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài không tu được, liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy: các con nên khởi tâm từ đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, quay trở lại rừng tu tâm tâm từ, nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A La Hán. Trong số các đệ tử Phật, Tôn Giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, Tôn Giả quán sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sinh tâm niệm ác, thời Tôn Giả thà nhịn đói chứ không đi. Vì nhìn lại thuở quá khứ, ngài sinh tâm niệm ác khi thấy một tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do nghiệp ác đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế Tôn Giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa vào ác đạo như ngài thuở xưa. Tôn Giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng hoan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn Giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của Tôn Giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báu của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật, đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báu vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ, người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong Kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiện thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng ác thú, thuốc độc không gia hại. 6. Dứt sạch phiền não, quả giải hết oan trái oán thù. 7. Mạng sống lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ suông sã, hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác. Chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai, đi đầu này nói đầu nọ, rêu rao những khuyết điểm của người ta. Như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự, chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ vực, sanh ra ác cảm với ta ngay.
Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều đều bị ông thần tự ái ngự trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng quả xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó xử thế khiến cho Khổng Tử than thở. Vi nhân nan, nghĩa là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống với những đứa lợn bọc đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, chịu đói chịu khát, khổ quá nên chúng học cách móc túi giật đồ đâm thuê chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đã kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa đổi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế. Tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung cần tử nghiệp, chỉ cần nổi lên một niềm sân cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài Mahanam đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, trọn đời quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức, giả sử một hôm nào đó còn bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là tên bay đạn lạc, vòi giày xe đụng, trong khi chết một cách đau đớn quảng hốt như vậy, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật bảo: này Mahanam, con chớ có sợ. Như có một cái cây, nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ, thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó. Có gì đâu mà con phải sợ. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh như thế đó. Luật tà trí. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường họ tìm đến bạn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh nghe pháp, bố thí phóng sanh. Đức Phật nói tiếp: vì có người đem đá liền xuống hố, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên. Chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng, phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được, vì người lành lẽ đương nhiên sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thần này do tứ đại, đất nước, gió lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay chân, máu mủ, có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh chết giờ nào, không sao ngăn được? Thân này quả thực là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo. Lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành mảnh hình ảo giả. Phật dạy, vạn vật vô thường, vinh hoa phú quý, ông ái trên đời này đều huyễn hóa như giấc mộng, như tiếng vang. Có đó rồi mất đó, nào có trường tồn. Nhân duyên càng nặng, càng khổ lụy càng dài. Của cải chứa đầy núi không ích chi cho mình. Tham dục mưu cầu danh lợi là tự chuốc lấy khổ đau.
sao bằng dứt tham cầu học đạo vô vi. Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thế đạo, giàu sang sánh được nào. Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sinh ít tham muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam, keo kiệt bỏng sẻn. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana sắc bát cúng dường tam bảo xong, liền đến nảy lễ Đức Phật, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường sắc bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí, cho đến sau cùng, đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả bồ đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả bồ đề. Con đường ngạ quỷ. Phật dạy: Nếu người nào tính tình tham lam, đụng đâu lấy đó, thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa, tàn ác gian phi, lừa đảo thế nhân, tham quan ô lại, những người như thế trong giờ phút lâm chung tham kiểu cách ra sao, nó tương tự hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra ngạ quỷ tướng, sanh làm quỷ đói khổ sở để đền cái tội tham lam vô độ của mình. Nhân đây tôi xin dẫn câu chuyện ở trong Khế Kinh, kể rằng ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác, đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Vương. Vua hỏi: Ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện, gây chi ác nghiệp để rồi phải bị đọa đày xuống đây khổ sở thế này? Thưa Diêm Chúa, ở trên nhân gian nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước, sao ngài khi không bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tôi cho kịp. Người có thấy người già, người bệnh, người chết không? Thưa ngài, tôi thấy. Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi. Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết, tại sao ngươi không lo tu? Thưa ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm, tại sao ngài lại bắt tôi? Người có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không? Thưa Diêm Chúa, tôi thấy. Người phải hiểu rằng, cho dù già, trẻ, lớn nhỏ gì, tới số đều phải chết, tại sao không lo tu, còn biện luận lôi thôi? Ông ta vội quỳ xuống thưa rằng: Tôi thấy, nhân vì quá ngu mê nên mới gây ra ác nghiệp, mong Diêm Chúa từ bi tha thứ. Diêm Chúa phán: Tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ hay đấng thiên liên quyền thế nào xúi dục, mà chính tự ngươi làm ra thì ngươi phải chịu. Không có nói năng dài dòng gì nữa. Ngục tốt đâu, lôi nó vào ngục hành hình cho ta. Thế nên người xưa mới than rằng: Khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Đức Phật dạy, được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm. Để rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh hay tà ma ngoại đạo, biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu. Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú. Trong kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bọng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy, được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt, chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sống thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận bịu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà,
chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tâm về cực lạc khỏe lòng ta. Quán thọ thì khổ, càng thọ nhiều càng khổ nhiều, cũng vì vô minh làm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào có biết vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, để sao cho mình được vinh thân phì gia, của cải đầy rương đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều, lại sợ gian phi trộm cướp rình mò. Cho đến dâm dục, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tuông khổ đau phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui của thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn. Cho nên người xưa có câu, vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Để đánh thức người đời, trong kinh Pháp Cú dạy, khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn đã 80 tuổi. Nhà giàu của cải nhiều số, nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì về đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơn vô thường, mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ. Nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây, hai hàng đài có chừng vài chục nóc. Nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền. Mỗi khi đi lên xuống, thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bây giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem, thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ loay hoay nhọc sức, không ích gì cho đời sau. Thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà, vui vẻ hỏi ông rằng, ông lão làm gì đó, có nhọc mỏi không? Già nay còn cất nhà này nữa chi thế? Ông đáp và giải thích, nhà trước để tiếp khách, nhà sau để tự ở, hai dãy đông tây cho con cháu tôi tớ ở, và để của cải. Mùa hè nóng bức, thường lên lầu cao cho mát, mùa đông lạnh lẽo, xuống nhà kín cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa? Đức Phật bảo, ta nghe danh ông lão đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu. Kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh. Giờ đây muốn tặng cho ông. Vậy nên nghỉ tay cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe có được không? Ông đáp, tôi đang bận việc lắm, nên không thể ngồi đàm luận được. Mai mốt nếu ngài đến, thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu thì ngài cứ việc đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được. Đức Phật phải chiều lòng, đọc kệ. Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thật, cao sang sẽ xa cơ, của cải hợp rồi tan. Tài sản nhiều đến đâu, không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai họa đến. Ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu. Ông già bà Phước ấy khen, ngài thuyết kệ hay thật, nhưng này bận quá. Ngày mai ngài đến, chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn. Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi ra đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già từ tay đưa cây lên cho thợ làm. Chẳng may bị sảy tay, cây rơi xuống, đánh vỡ đầu chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc vang dội, động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đi đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí, họ hỏi, ngài đi đâu vậy? Phật đáp, ta đi đến nhà ông già ở làng kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông đã chết vì cây rơi trúng. Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già nghe khi nãy. Nghe xong, các phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe.
Ngu ám gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác, tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì. Nhân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay. Các ông Phạm Chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ đức cũng vậy. Thương bấy người đời không dẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, tranh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồn giả tạm, ngàn mơ ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không dẫn không. Ngẫm lại, từ cổ chí kim, danh vọng vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm nhọc sức, gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn, để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi, dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp. Xã hội càng văn minh, khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì thế người đời, cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta chớ nên tham mến nó.